Các em có nhận ra đây là bạn nhỏ nào không? Hôm trước chị đã có 2 video hướng dẫn vẽ cá mập mẹ và cá mập bố rồi. Hôm nay chị sẽ tiếp tục hướng dẫn các em cách vẽ một chú baby shark cho đủ một gia đình cá mập dễ thương nhé. Rất đơn giản thôi, chúng ta cùng bắt đầu nào. Đầu tiên, chị vẽ một hình cong lớn làm đầu của cá mập. Ở giữa khuôn mặt, chị vẽ một nét hơi cong chia đôi gương mặt. Phía trên đường vẽ, chị vẽ hai hình tròn làm mắt. Ở giữa hai mắt, chị vẽ hai hình giống hạt đậu nhỏ làm mũi của cá mập. Dưới đường kẻ, chị vẽ một nét cong làm miệng. Trong mắt, chị vẽ một số chi tiết cho sinh động hơn. Bây giờ, chị sẽ vẽ những nét nhọn phía bên trong miệng làm hàm răng cho baby shark. Và một đường cong phía dưới răng làm chiếc lưỡi. Sau đó, chị nối hai điểm bắt đầu và kết thúc của đầu cá bằng một đường chéo xuống. Rồi kéo lên trên. Ở phía bên trái đầu, chị vẽ một chiếc vây hình tam giác. Rồi chị vẽ một đường bao quanh phần thân vừa vẽ. Đến cuối thân, chị vẽ một chiếc đuôi như thế này. Phía thân bên dưới, chị cũng vẽ một đường bao ngoài tương tự. Thêm một chiếc vây. Cuối cùng, chị vẽ một chiếc vây nhọn trên đỉnh đầu. Vậy là chị đã xong những nét vẽ cơ bản rồi, chúng ta cùng nhau tô màu nhé! Wow, một chú baby shark màu vàng thật dễ thương đúng không nào? Vậy là chúng ta đã có đủ các thành viên trong gia đình cá mập, bao gồm bố, mẹ và cá mập con rồi. Chúc các em có những giây phút thỏa sức sáng tạo cùng Boom Boom TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Bye bye!